Xin giới thiệu tới quý khách cách xem sách kỹ thuật của đồng cơ điện một pha. Đây là các phần cơ bản gồm có stator, rotor, hộp cực điện, tụ điện, lắp sau, lắp trước, mặt bích, sampo, cánh quạt, phớt bảo vệ motor, công tắc ly tâm hay còn gọi là coupler hoặc là mặt vít. Sau đây là thông số của động cơ điện một pha IC mà chúng tôi cung cấp. Loại mà quý khách thường thường quan tâm nhiều nhất, ví dụ như là loại một ngựa và hai ngựa. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ là hai ngựa, tốc độ 1400. Ampere định mức của động cơ điện là 12,5 A, tức là không được chạy quá ampere này. Dòng điện 220V. Với động cơ điện của chúng tôi, quý khách có thể chạy những dòng điện yếu như là 200V. Hiệu suất động cơ điện 73%, hệ số cốt 0.75%. Hệ số tiếng ồn tụ đè là 300 mi và tụ đè phải chịu được dòng điện 250V. Trọng lượng của motor là 32 cân. Sau đây là hình ảnh toàn bộ bảng thông số.